thủy triều dâng. Ôi, no. Người còn sống sót, ông đang sinh tồn giống như tôi vậy đấy. Có vẻ là ở đây có người cần giúp anh em ạ. Giờ tôi sinh tồn trên cái bè này đây, thì đương nhiên chuyện đầu tiên là tôi phải thu thập những nguyên liệu mà tôi có thể làm một vài thứ anh em ạ. Đây, những cái nguyên liệu trôi dạt trên đây đây, tôi sẽ kéo nó về. Giờ thì tôi phải thu thập nguyên liệu thôi. Tôi đang bị trôi dạt trên cái đảo này là nên là tôi cần một vài thứ anh em ạ, có thể thu thập những tài nguyên trên đó anh em. Cút. Ui, cút mày ra. Mi. Cút rồi. Come on. Đây là những gì con cá mập làm. Tôi rồi, chết tôi rồi. Cái thùng này cực kỳ hữu ích luôn ấy. Hey. Ui. Yep, come on đi. Tôi sẽ kiếm một vài thứ trên hòn đảo này anh em. Sẽ đi vòng vòng tôi nhặt. Trên đây chắc chắn sẽ có một cái gọi là gỗ, giàu nguồn tài nguyên gỗ lắm anh em ạ. À, mấy cái bông hoa nữa. Tôi cũng sắp đói rồi đấy. Từ từ, cái này là cái chi? Tận dụng tôi làm một vài thứ. Fishing rod thì tôi vẫn chưa đủ anh em. Trong lúc mải mê nhặt đồ thì cái bè của tôi nó trôi dạt rồi, giờ phải làm sao đấy? Tôi loay hoay giữa biển cả mà không thể tìm ra chiếc bè mới. Thế nên là vậy là tôi sẽ làm cái dây đâu. We need two. Oh man, cá mập, mày rảnh quá, tao bơi không cắn, cắn bè tao. Đấy, ổn đấy anh em ạ. Cái bè của tôi đang ở đâu thì nếu mà nó trôi đi chắc tôi toàn bà luôn đấy. Nó bên đây. Được, leo núi. Tôi là nhà chinh phục Everest mà. Coconut. Có dừa rồi đây anh em ạ. Come on, chum. Come on. Ui, vé thuyền. Lẹ. Ôi. I'm gonna die. Yeah. Cái này chưa làm được à. Làm cái này trước đi. Thế như kiến thức được học á, cái này là có thể là nấu nước lên anh em ạ. Ly nước hả? Ly nước. Ôi ôi, chuẩn thế nha. Nói chung là giờ tôi cũng quen rồi đấy anh em ạ. Ui. Đấy. Ổn rồi đấy. Bye bye đảo. Chum. Yep. Chúng ta có thể uống nước được rồi anh em. Ổn rồi đấy. Nhiều đồ này. Tận dụng này. Lụm. Ngon. Nó nhìn thấy. Có vẻ cuộc sống của tôi đang khá là ổn anh em ạ. Sau khi đi lên được hòn đảo đấy thì tôi làm được một vài thứ nhưng mà thấy cũng ổn đấy. Sau khi thu thập được cũng khá là nhiều đồ nên là tôi sẽ quyết định tôi sẽ làm một vài thứ để phòng thủ khi mà cái con quỷ cá mập nó lên anh em ạ. Uống nước phát. Nói chung là cũng mệt. Yep. Đặt. Khi nào tôi có thịt thì tôi nấu nướng lên thôi anh em. Nói chung là nướng giữa biển là một, cũng là một cảm giác khá là chiêu. Ăn cái coconut có 3 trái luôn này, ngon thế. Ổn đấy anh em ạ. Mở rộng cái bè ra chút xíu đi. Để chế tạo được một cái research table. Cần rất là nhiều gỗ nha. Tôi nói rồi, nước biển đang dâng lên đấy. Nếu mà anh em sống trên cái đảo này anh em sẽ không sống được đâu. Ui, đây là một đêm sóng gió thật sự luôn đấy. Khá là khó khăn cho tôi. Mà ra tôi cũng no đủ hết rồi anh em ạ. Còn cá mập nó vẫn dí theo tôi được luôn. Có vẻ là tôi sẽ không đi vô cái đảo đâu. Nếu mà đi vô cái đảo đó không chừng thì tôi sẽ không lên được cái thuyền này đâu nha. Nhìn đảo cũng khá là ngon đấy. Có cái trái gì kia kìa. Mà thôi, không nên liều anh em ạ. Tôi cần câu một vài thức ăn. Ê, nope. Không phải cho mày đâu. Hí. Một con cá. Con cá thì tôi có thể nướng được trên đây anh em. Ôi, lụm. Đây. Cút. Giờ bố mày sợ mày quá cơ. Kiểu như cái bè này có vấn đề rồi. Không biết nó có chịu được cái sóng lớn như thế này không anh em. Yep, một cái bàn làm việc. Navigation. Đây có thể là máy chèo này anh em à. Ăn. Đói rồi. Mà tôi cần vài con cá nữa anh em à. Ôi, có một hòn đảo. Cơ hội. Giờ tôi có thể làm cánh bươm được đấy. Hai cá kìa. Tật. Ok. Boom. Cái này không phải là boom anh em à. Mà kiểu như cái này là nó chỉ hướng gió đây anh em. Cái này mới là boom nè. Đây là cái ngày đầu tiên mà tôi gặp mưa trên biển luôn ấy. Dù sao thì tôi cũng có nước rồi anh em à. Cũng đầy đủ nước rồi, thức ăn rồi gì rồi. Mưa thì cũng không sao đâu anh em. Ui, không tới luôn. Phá thiệt. Flat tích.
mình phải bảo vệ môi trường. Thấy rác là phải nhặt. Pum. Ôi. Ok, chúng ta đã có một cái thùng đựng rồi. Ok, sẽ để những thứ lá. Lá trước không? Tôi đang cần thứ lá nên là để mấy cái thứ lặt vặt trước đi anh em ạ. Những thứ chưa cần thiết. Vậy chúng ta có thể làm được cái boom ra anh em ạ. Đấy. Tôi đặt ở đây. Đặt đâu nha? Đặt đây đi. Đặt cái hướng gió bên kia rồi. Chắc nghĩ là tôi nên đặt ở đây anh em ạ. Yep. Open. Tôi sẽ đi đâu? Nếu mà thấy cái đảo nào thì vô đó thì cũng ok đấy. Với lại để đường này có thể che tắng cho tôi và tôi bị ít mất nước hơn. Cũng hợp lý đấy. Tôi có thể làm được cái giường. Cái giường phải để mát thôi đấy. Thức ăn này, ăn cái. Uống nước. Go fishing. Oh, you. Ôi, 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 ôi. Ôi, ôi, no, no, no. Oh, oh. No, man. Tôi đã me trước rồi nhưng mà nó cắn nát luôn. Cây nó thật sự luôn đấy anh em ạ. Và tôi vừa thấy một hòn đảo luôn ấy. Hai hòn đảo luôn. Wow, con này biết lựa chỗ cắn vậy. Oh, shit. What the f- cái con này nó cứ me tôi, nó cắn tôi đấy anh em nhỉ. Không phải là tôi ngu đâu. Trong... Ôi nó cắn mất luôn cái con mèo của tôi rồi. Cay thế. Tôi nghĩ đó là một cái người còn sống sót, cũng đang sinh tồn giống như tôi vậy đấy. Mà làm sao tôi có thể qua đó được, trong khi đó tôi chả có một cái thứ gì hết. Sau một hồi miệt mài làm việc chăm chỉ thì tôi đã có lại được cái buồng. Tôi nghĩ là nên đặt sâu sâu trong đây một chút xíu anh em ạ. Nên để ở đây nha. Đấy, chờ khi nào mà có hòn đảo hay là một cái bè của người nào khác thì mình tôi sẽ qua đó thử coi nó ra sao anh em ạ. Giờ thì tiếp tục với màn thu gom giấy rác. Đấy, đấy, đấy là bè của người còn sống sót thì phải. Tôi sẽ qua. Okay. Yep. Tôi không biết tôi có đi theo được hay không thì tôi không biết anh em ạ. Trời khá là mưa luôn ấy. Come on, qua đây, qua đây, qua đây. Tôi sẽ bắt bài trước. Tôi sẽ qua đây anh em. Có vẻ là tôi sẽ đi gần tới đấy. Come on. Tôi cần ăn lấy sức, tôi cần ăn lấy sức. Sắp tới rồi, sắp tới rồi, sắp tới rồi. Chuẩn bị đi. Chuẩn bị đi. Nó đi hướng bên kia rồi anh em ạ. Nói chung là tôi lần đầu tiên tôi làm thuyền trưởng nên là hơi bấp bênh một chút xíu anh em. Sắp va chạm rồi, sắp va chạm rồi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, uống nước đồ đi. Ngon. Bên kia vẫn không có ai hết anh em ạ. Có vẻ là họ không sống sót được rồi. Tôi nghĩ là như vậy. Trên tàu chắc chắn họ có một vài thứ anh em. Nên là tôi sẽ tận dụng nha. Sau khi lên thì tôi không biết tôi có đi về bè của tôi được không thì tôi cũng không biết nữa anh em ạ. Sắp va chạm rồi, sắp va chạm rồi. Wait a minute, wait a minute. Wait a minute, wait a minute. Yup, yup, go back, go back, go back. Này, 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 chúng ta có một khá là nhiều tài nguyên luôn ấy. Một cái kính nữa anh em ạ. Nó chìm luôn rồi. Holy moly. Không biết tôi sẽ đi về đâu nữa anh em ạ. Có vẻ là tôi sẽ làm được một vài thứ khá là hay ho. Chế thêm một cái này. Yep, đựng một vài thứ nữa. Rồi hiện. Yep. Sẽ đựng những thứ mà tôi sẽ đinh này, glass này, này này. Rồi đấy anh em ạ. Nope. Oh, sorry. đảo 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 đảo. Come on, come on. Đảo kia, đảo kia. Chúng ta sẽ hướng về phía đảo. Có lẽ là cái này có thể làm được gì chứ nhờ. Vô, vô. 1 2 Oh no. No, what? Bye bye, tạm biệt vịt. No, man. Vịt không sống sót nổi rồi anh em. Tôi cũng không biết cái này là cái chi. Tôi nghĩ đây là cái neo đấy. Đấy. Được một lần sử dụng thôi. Được một lần sử dụng thôi anh em. Neo đây, đây, đây. Đây nha, đây nha. Neo khá là lợi hại nhưng mà chỉ được một lần sử dụng thôi. Cũng khá là tốn đấy anh em. Tôi nghĩ nó không đáng nhưng mà vẫn tốt nhất là nên cứ để thôi anh em. Mong là không có chuyện gì xảy ra. Chào buổi sáng. Đây, tôi sẽ lên đây tôi tìm một vài thứ. Như tôi quăng khá là nhiều đồ luôn ấy. Tôi sẽ làm nhiều cái hòm lên đó. Đây, tôi sẽ để bên đây trước cái đó. Đây là gỗ đấy. Đây gỗ. Hiện giờ thì tôi chỉ cần để gỗ với lá thôi anh em ạ. Tôi sẽ để đá với plastic. Còn đây là để những thứ mà cần thiết thôi. Tôi nghĩ là sẽ lên thu hoạch những thứ mà nó thuộc về mình. Đậu xanh nữa. Bố. Cút rồi. Đây. 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 Đấy. Dưa hấu. Watermelon. Wow. Thơm nữa nè anh em ạ.
Wow, rác khá là nhiều anh em có thể thấy. Nói chung là đi đâu cũng sẽ có rác thôi anh em ạ. Nên anh em hãy giữ môi trường nhé. Cứ tạm thời là vô đây trước đi anh em. Nói chung là cần phải học đấy anh em. Cái gì cũng cần phải học mới biết được. Ồ, ăn hai trái dưa hấu là ngon rồi này. Tôi nghĩ là tôi sẽ cần trồng cây đấy anh em. Rob Lane, tôi nghĩ là trồng cây dưa hấu là ok đấy. Ở chỗ nào nó có ánh sáng nhiều nhỉ? Đây đi, dưa hấu. Không được à. Trong lúc câu cá thì tôi học được khá là nhiều thứ luôn anh em ạ. Có được nhiều đây và tôi grab được cái này. Nice. Cái này là mũi tên à. Tôi cứ tưởng là Wounded Spear không đấy anh em ạ. Mà thôi, cũng được, cũng ổn đi. Chúng ta sẽ cố hút. Tôi cần một cái con ốc và hai dây. Get out my way, ok. Stop it, stop being stupid. Tôi sẽ cần cái này để tôi trồng được nhiều cây đấy anh em. Bây giờ tôi đã hết nguyên liệu rồi. Tôi sẽ đi ra khơi anh em ạ. Tôi sẽ đi ra khơi. Yup. Đi thôi. Có vẻ là ở đây có người cần giúp anh em ạ. Tôi sẽ đi vô thử một chuyến coi ra sao. Cũng khá là bối rối đấy. Tôi làm được cái xô. Tôi thấy nhà anh em ạ có phao cứu hộ nữa ấy. Không biết có con gì trong đây. Không biết sự nguy hiểm nó ra sao anh em. Tôi nghĩ tôi đi càng xa thì gặp được những cái đảo càng xịn nhưng mà lại càng nguy hiểm ấy anh em ạ. Tôi có nên đi vô không ấy. Tôi sẽ đậu quanh đây. Cho không ai thấy tiền tôi hết. Ok. Dựng đây nhá, nghĩ nó có trôi không ta? Nó trôi rồi anh em ạ. Tôi phải ăn uống cho thật no nê. Ok. Có vẻ là được rồi đấy anh em ạ. Tôi sẽ vô thử, không biết trong đây nó cần giúp đỡ cái gì. Con thuyền bị đánh đắm, có vẻ là có đồ ngon trên đây anh em ạ. Không biết con người không, tôi không biết. Lá cờ hép đấy. Nói chung là nên thử coi sao cái đã. Cái radio. Wow, plastic, cái gì nữa không? Plastic luôn anh em ạ. Captain Hat. Tôi không biết thuyền trưởng ở đâu rồi nhưng mà tôi chỉ thấy cái nón của ổng thôi. Có vẻ là thuyền trưởng đã sinh tồn trên đây được mấy ngày rồi anh em ạ. Ổng mới làm được cái này đây. Tính ra ông này cũng rảnh thiệt ha. Không lo sinh tồn mà lo build mấy cái này chi vậy và không ai tới cứu. Giờ tôi cũng chả thấy ổng đâu luôn anh em ạ. Có vẻ trong đây không có gì ngoài cái radio. Yo. Thôi không đùa nữa. Không có gì hết anh em ạ. Có vẻ là tôi sẽ lấy gỗ với lá lá nhé. Tôi thì không tìm thấy thuyền trưởng đâu rồi đấy. Nhưng mà tôi tìm thấy khá là nhiều đồ đấy anh em ạ. Sẽ có được một cái ghế và một cái bàn. Đây, right here. Yep. Đấy, ổn, tôi nghĩ là ổn rồi đấy anh em ạ. Và phía trước đang đợi chờ gì tôi cũng không biết. Thì mong anh em ủng hộ cái series này để tôi làm ra tập tiếp theo nha. Màn đêm buông xuống rồi, con thú trong người của ta.